Tối qua tại khu vực cột cờ thành cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây 1822-2022. Đây cũng là dịp thị xã Sơn Tây thể hiện quyết tâm trong xúc tiến đầu tư phát triển du lịch. Thành cổ Sơn Tây là một trong bốn trọng trấn bảo vệ kinh thành Thăng Long, được hình thành từ năm Minh Mạng thứ 3 1822, trọng trấn cho khu vực phía Tây thành Hà Nội. Đây là một trong 20 thành được xây dựng vào triều Nguyễn, nhưng chỉ có duy nhất thành Sơn Tây được xây dựng hoàn toàn bằng gạch đá ong, loại vật liệu đáp ứng được yêu cầu bền chắc của một công trình phòng thủ lại rất sẵn có ở xứ Đoài. Những sự kiện lớn của tòa thành liên quan đến cuộc chiến chống thực dân Pháp của triều đình nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam cho thấy, thành là vùng trọng địa có chức năng che chở, bảo vệ cho đồng bằng và trung du Bắc Kỳ, đồng thời là bàn đạp, hậu cứ cho biên cương Tây Bắc. Lễ kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây là sự kiện chính trị văn hóa lớn của thị xã nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với di sản văn hóa của cha ông để lại. Qua sự kiện này, thị xã muốn tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu độc đáo của di tích thành cổ, cũng như những tiềm năng phát triển du lịch văn hóa của thị xã Sơn Tây đối với bạn bè trong nước và quốc tế.